Dự Thảo cùng với Kim Thảo xin chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào cô Dự Thảo. Chào em. Cô ơi, ngày hôm nay em đã đến sớm hơn cô một tí xíu và đã kiểm tra hộp thư của chương trình đó cô. Có một email làm em vô cùng ngạc nhiên luôn. Email như thế nào em? Cô ngồi xuống đọc cho cô và quý vị khán giả cùng nghe nha. Đây là email của chị Khánh Linh ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Chị nói là: tôi biết thanh long ngoài việc thưởng thức như một loại trái cây tươi còn có thể chế biến món ăn. Rất mong chương trình giới thiệu một món nấu từ thanh long để giúp gia đình tôi giải nhiệt mùa hè. Em nghĩ thông thường thì thanh long chỉ để ăn như là một loại trái cây thông thường thôi, làm sao mà có thể chế biến món ăn được hả cô? Cô nghĩ như vậy là Kim Thảo đã không nhớ rồi, tại vì trong chương trình của Món Ngon Mỗi Ngày mình đã làm rất là nhiều món từ thanh long. Ví dụ như mình làm gỏi thanh long nè, rồi còn món cơm chiên trái cây, trong cơm chiên trái cây có cả thanh long nữa, cho nên đây cũng không phải là một nguyên liệu xa lạ gì đâu. Vậy thì ngày hôm nay không biết là đầu bếp Dự Thảo sẽ giới thiệu cho Kim Thảo nè, chị Khánh Linh và tất cả quý vị khán giả một món ăn nào đó đến từ thanh long đây. Trong chương trình ngày hôm nay, Dự Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả một món vừa ngon vừa lạ lại thanh mát nữa, đó là món canh thanh long. Để thực hiện món canh thanh long, quý vị khán giả cần chuẩn bị 150g tôm sú bóc vỏ, nửa trái thanh long, nửa củ khoai tây, 50g cà rốt, hành lá, ngò rí, các loại gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Để thực hiện món canh thanh long này thì chúng ta sẽ phối hợp cả thanh long với tôm và chúng ta thêm những nguyên liệu rau củ như là khoai tây, cà rốt nè. Thì quý vị khán giả sẽ đầu tiên là chúng ta sử dụng khoảng 50g cà rốt. Chúng ta sẽ tỉa hoa cà rốt, quý vị khán giả sẽ dùng dao nhấn những đường răng cưa ở xung quanh của cà rốt. Và sau khi tỉa hoa xong thì quý vị khán giả sẽ cắt cà rốt thành lát mỏng. Quý vị khán giả sẽ cắt có độ dày khoảng chừng 2 ly là vừa. Chúng ta sẽ sang đến nguyên liệu thứ hai, đó là khoai tây. Quý vị khán giả sẽ cắt ra thành những khối vừa ăn như thế này. Và cuối cùng đến nguyên liệu chính của món ăn của chúng ta, đó là thanh long. Thanh long mua về quý vị khán giả sẽ lột bỏ phần vỏ đi và chúng ta cũng cắt khối tương đương với lại cái kích thước của khoai tây. Rồi, cô cắt khối phần thanh long này ra luôn. Kế đó thì chúng ta sang nguyên liệu cuối cùng. Đối với ngò rí thì chúng ta không cần cắt quá nhuyễn đâu, chúng ta cắt nhỏ ra một tí vậy là được rồi. Kế đó thì đến hành lá nè, cô sẽ đập dập phần gốc, sau đó cô cắt nhỏ ra. Thanh long là một loại trái cây có thể ăn tươi được và có cái vị rất là thanh, hơi ngọt một chút thôi, nhưng mà lẫn vào đó thì nó có vị chua chua nhẹ. Do đó trong món canh thì quý vị khán giả ướp thanh long này với đường trước. Cho vào khoảng chừng 1.5 muỗng nè cà phê đường, trộn đều phần thanh long này lên và chúng ta chỉ cần để khoảng chừng 5 hoặc là 10 phút thôi thì như vậy là thanh long sẽ ngấm đường vào và như vậy vị thanh long sẽ giảm đi cái vị chua rất là nhiều. Wow, một bước cực kỳ đơn giản nhưng rất quan trọng cô ha. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là sẽ ướp thanh long chung với đường để cân bằng được độ chua trong thanh long nha quý vị nha. Kế đó chúng ta sẽ đập dập tôm này đi. Và bây giờ chúng ta sẽ cắt nhỏ ra và cô mới bắt đầu bằm nè. Rồi cô cho hết vào tô. Ướp vào khoảng chừng 1 muỗng cà phê hành lá, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1/3 muỗng cà phê muối và 1/4 muỗng cà phê tiêu. Quý vị khán giả sẽ trộn lên cho thật đều. Và để tận dụng thời gian thì quý vị khán giả sẽ đặt lên bếp một nồi nước. Bây giờ chúng ta sẽ sang giai đoạn là tạo hình những viên tôm này. Quý vị khán giả sử dụng nước chúng ta thoa nhẹ một lớp lên trên tay nè, múc một phần tôm cho vào lòng bàn tay và chúng ta sẽ vo tròn. Chúng ta múc từng muỗng như vậy và chúng ta vo thành viên tròn. Vì nước cũng đã vừa sôi. Bây giờ thì quý vị khán giả sẽ lần lượt cho những viên tôm này vào. Và khi chúng ta cho tôm vào rồi, nước sôi trở lại, quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta nấu thêm khoảng chừng 2 đến 3 phút để cho tôm ra nước ngọt. Và giai đoạn này thì chúng ta bớt lửa, đồng thời là sẽ có những ván bọt nổi lên. Quý vị khán giả sẽ dùng vợt chúng ta vớt những cái bọt này đi để cho nước canh được trong. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là vớt bọt để cho nước canh của chúng ta được trong hơn nha quý vị. Và bây giờ thì quý vị khán giả sẽ cho lần lượt khoai tây và cà rốt vào. Chúng ta cho lửa lớn lên trở lại. Và nhớ lưu ý là khoai tây, cà rốt chúng ta phải cho vào trước vì hai nguyên liệu này lâu chín hơn. Cuối cùng thì quý vị khán giả sẽ cho thanh long vào. Và khi cho thanh long vào rồi, chúng ta lại nấu thêm khoảng 2 phút nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nêm gia vị vào. Chúng ta cho vào 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto và 1 muỗng cà phê muối nữa. Cho thêm một ít hành lá ngò rí vào trong nồi canh nè. Bây giờ nước canh của chúng ta hoàn tất rồi.
cô sẽ múc ra tô ngay thôi. Dạ. Quý vị khán giả sẽ trang trí thêm một nhánh ngò, rắc thêm một ít tiêu nữa. Vậy là món canh của chúng ta đã hoàn tất rồi. Cô sẽ cho Kim Thảo thưởng thức và chia sẻ cảm nhận với quý vị khán giả trước cái đã nè. Mùi thơm là cô đã cảm thấy rất là muốn ăn rồi đây. Em cảm ơn cô. Cô Diệu Thảo chỉ có nêm bột ngọt với muối thôi, vậy mà nước canh ngọt ơi là ngọt luôn. Chắc có lẽ là do tôm nè, các loại rau củ, còn thanh long á cô không hề bị nát, vẫn giữ được cái độ mềm, có cái vị chua chua nhẹ nhẹ, ăn rất là hợp với món canh này. Wow, ngày hôm nay món canh thanh long xem ra là sẽ lại tiếp tục được bổ sung vào trong thực đơn hàng ngày của tất cả chúng ta rồi quý vị ơi. Đến đây thì chương trình cũng sắp hết rồi. Trước khi mà chia tay thì xin cho Kim Thảo được nhắc lại những cách thức quen thuộc để quý vị có thể kết nối với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị hãy gửi thư, gửi những yêu cầu về cho hộp thư quen thuộc, đó là hộp thư số 620, Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 0838237557, và trang web chính thức của chương trình đó là mongonmoingay.com, hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Đến đây thì đầu bếp Diệu Thảo cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.